Hãy xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, trong hệ mặt trời, vành đai tiểu hành tinh được biết đến là các vật thể nằm giữa hỏa tinh và mộc tinh. Nơi đây thì tồn tại hàng nghìn các tiểu hành tinh có kích thước lớn hơn 1 km. Trong số các tiểu hành tinh này, có một tiểu hành tinh vô cùng đặc biệt, đó là hành tinh Pallas. Nó có quỹ đạo không giống bất kỳ ai. Ngoài ra thì nó còn được mệnh danh là tiểu hành tinh hung hăng nhất trong vành đai này. Vậy hôm nay, tôi thú vị mời các bạn cùng đi khám phá những bí ẩn trên tiểu hành tinh Pallas nhé! Chúc các bạn xem video vui vẻ! Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ tôi thú vị! Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá! Hệ mặt trời của chúng ta được biết đến có 8 hành tinh được công nhận tính đến thời điểm hiện tại. Nếu tính từ mặt trời trở ra, thì thứ tự các hành tinh đó là thủy tinh, kim tinh, trái đất, hỏa tinh, mộc tinh, thổ tinh, thiên vương tinh và ngoài cùng là hải vương tinh. Còn với diêm vương tinh thì vào tháng 8 năm 2006, các nhà khoa học đã tước danh hiệu hành tinh này, qua đó diêm vương tinh được định nghĩa là hành tinh lùn của hệ mặt trời. Ngoài các hành tinh kể trên, trong hệ mặt trời còn tồn tại rất nhiều các tiểu hành tinh. Nó tập trung số lượng rất lớn ở trong vành đai các tiểu hành tinh của hệ mặt trời. Thông thường, các tiểu hành tinh này là những thiên thể có kích thước nhỏ hơn các hành tinh rất nhiều. Nó không có đủ khối lượng để giữ hình dạng hình cầu như các hành tinh. Vành đai tiểu hành tinh là một không gian nằm giữa quỹ đạo của hỏa tinh và mộc tinh. Theo tính toán thì nó nằm ở khoảng giữa 2,3 và 3,3 AU tính từ mặt trời. Tức vành đai này nó có chiều rộng khoảng 1 AU, tương đương với khoảng cách trung bình từ trái đất đến mặt trời khoảng 150 triệu km. Cấu tạo chủ yếu của vành đai này là từ các thiên thể chứa chủ yếu là khoáng chất không bay hơi. Theo đó, trong vành đai có hàng nghìn các tiểu hành tinh có kích thước lớn hơn 1 km và hàng triệu các thiên thể bé hơn. Ngoài ra, nó còn chứa rất nhiều các hạt bụi nhỏ. Có một điều thú vị là mặc dù số lượng các tiểu hành tinh và thiên thể rất nhiều, nhưng tổng khối lượng của cả vành đai chính nhỏ hơn khối lượng trái đất 1.000 lần. Điều này có nghĩa tổng khối lượng của cả vành đai chỉ khoảng từ 3 đến 3,6 x 10 mũ 21 kg. Với khối lượng này, nó chỉ bằng khoảng 4% khối lượng của mặt trăng. Các nhà khoa học có thể căn cứ vào kích thước của các tiểu hành tinh để phân loại chúng. Qua đó, các thiên thể có kích thước lớn hơn 500 mét thì được gọi là tiểu hành tinh. Các thiên thể có kích thước nhỏ hơn 500 mét được gọi là các thiên thạch. Với mật độ dân số rất đông, chính vì vậy vành đai tiểu hành tinh có lẽ là nơi nhộn nhịp nhất trong hệ mặt trời. Chúng thường xuyên có va chạm, hợp nhất và chạy đua với nhau trong khu vực vành đai này. Kể từ khi trái đất ra đời khoảng 4,5 tỷ năm trước, các tiểu hành tinh và sao chổi đã không ngừng lao vào trái đất của chúng ta. Một tiểu hành tinh có khả năng gây ra thảm họa toàn cầu sẽ phải có đường kính lớn hơn 400 mét. Các nhà nghiên cứu ước tính, một va chạm như thế sẽ làm bụi dâng cao lên bầu khí quyển, làm thiệt hại nghiêm trọng đối với nền nông nghiệp toàn thế giới. Theo NASA, những tiểu hành tinh lớn va chạm với trái đất tính trung bình cứ 1.000 thế kỷ mới xảy ra một lần. Người ta tin rằng những tiểu hành tinh nhỏ hơn va chạm với trái đất chừng 1.000 đến 10.000 năm sẽ xảy ra một lần. Những vụ va chạm này có thể gây phá hủy một thành phố hoặc gây ra thảm họa sóng thần khủng khiếp. Đã có rất nhiều tiểu hành tinh được phân loại là nguy hiểm tiềm tàng và được các nhà khoa học theo dõi sát sao đường đi của nó. Một trong số này có quỹ đạo đủ gần trái đất nên có khả năng bị nhiễu loạn trong tương lai xa và đi vào lộ trình va chạm với trái đất. Các nhà khoa học cho biết, nếu một tiểu hành tinh được tìm thấy đang trong quỹ đạo va chạm với trái đất trong khoảng 30 đến 40 năm tới thì vẫn còn thời gian để các nhà khoa học phản ứng. Có lẽ giải pháp tốt nhất là bắn phá các tiểu hành tinh trước khi nó bay vào quỹ đạo của trái đất. Tuy nhiên, với những tiểu hành tinh đã biết thì chúng ta có thể dễ dàng phân tích quỹ đạo của nó, nhưng cũng có rất nhiều các tiểu hành tinh mà chúng ta chưa từng biết tới. Nếu nó đột ngột xuất hiện bay về phía trái đất, thì có lẽ các nhà khoa học gặp rất nhiều khó khăn để ngăn chặn nó. Theo các nhà khoa học, trong số hơn 50.000 thiên thạch được tìm thấy trên trái đất, thì có đến 99,8%
nó đến từ vành đai các tiểu hành tinh. Theo lý thuyết, vành đai tiểu hành tinh được hình thành từ tinh vân mặt trời nguyên thủy, khi đó chúng là một nhóm các tiểu hành tinh, đây là những tiền thân nhỏ bé của các hành tinh bây giờ. Tuy nhiên, ở giữa hỏa tinh và mộc tinh, chúng chịu lực hấp dẫn tác động rất lớn từ hành tinh khí khổng lồ, làm các nhóm tiểu hành tinh này không thể kết dính lại với nhau, chúng va chạm và vỡ vụn ra. Kết quả là, hầu hết các thiên thể lớn trong vành đai chính đã biến mất trong thời kỳ hình thành nên hệ mặt trời. Và hiện tại, chúng chỉ còn những mảnh vỡ còn sót lại sau những vụ va chạm. Bởi vậy, nó tạo nên vành đai các tiểu hành tinh đông vui như bây giờ. Trong khi quan sát và khám phá các tiểu hành tinh trong vành đai này, các nhà khoa học đã nhiều năm liền theo dõi một tiểu hành tinh vô cùng kỳ lạ. Nó được đặt tên là tiểu hành tinh Pallas. Xét về kích thước, đây là một tiểu hành tinh có kích thước khá lớn. Theo đó, nó có hình dạng gần với hình cầu và có đường kính vào khoảng 512 km. Với kích thước này, nó là tiểu hành tinh lớn thứ 3 trong vành đai các tiểu hành tinh. Tiểu hành tinh này được phát hiện lần đầu bởi nhà khoa học người Đức Wilhelm Obers vào ngày 28 tháng 3 năm 1802. Lúc phát hiện ra Pallas, nó là tiểu hành tinh thứ 2 trong vành đai được các nhà khoa học phát hiện ra. Chính vì vậy, nó cũng thường hay được gọi với cái tên là Hai Pallas. Theo các nhà khoa học, tiểu hành tinh Pallas có một quỹ đạo rất kỳ lạ. Nó lao vào rồi lại bay ra khỏi vành đai quỹ đạo chính khi bay xung quanh mặt trời. Quỹ đạo này cũng lệch rất nhiều so với quỹ đạo của những tiểu hành tinh khác. Pallas có thể bay lên phía Bắc và phía Nam, phía trên và bên dưới mặt phẳng quỹ đạo của trái đất. Điều này có nghĩa quỹ đạo của Pallas không nằm trong một mặt phẳng. Qua quan sát, các nhà khoa học phát hiện ít nhất trên bề mặt của Pallas có 36 hố va chạm có đường kính lớn hơn 30 km. Chính vì vậy, bề mặt của nó được ví như một quả bóng gôn có độ phân giải thấp. Lý giải cho điều này, các nhà khoa học cho rằng tiểu hành tinh Pallas là một tiểu hành tinh không ngại va chạm với bất kỳ một vật thể nào trên đường bay của nó. Và đây là một tiểu hành tinh có số lần va chạm nhiều nhất trong vành đai các tiểu hành tinh. Chính vì vậy, Pallas được các nhà khoa học mệnh danh là tiểu hành tinh hung hăng nhất trong hệ mặt trời. Một điều thú vị nữa là, tiểu hành tinh Pallas mang theo rất nhiều những thiên thể nhỏ xung quanh nó, có nghĩa là nó có rất nhiều mặt trăng bao quanh tiểu hành tinh, hay được ví là những đứa con của Pallas. Bởi vậy, khi nó di chuyển, các nhà khoa học ví von nó như một đoàn tàu tốc hành. Pallas quay theo quỹ đạo nghiêng 34,8 độ, với độ lệch tâm là 0,23. Quỹ đạo của nó dao động trong khoảng từ 2,14 AU lúc gần mặt trời nhất, và 3,41 AU lúc xa mặt trời nhất. Đây là một quỹ đạo hình elip quay quanh mặt trời. Quan sát kỹ hơn về quỹ đạo bay của tiểu hành tinh, các nhà khoa học tính toán được rằng Pallas mất 1.686 ngày để hoàn thành một chu kỳ, tức tương đương 4,62 năm trái đất. Điều này đồng nghĩa một năm trên tiểu hành tinh Pallas tương đương 4,62 năm trái đất. Ở trên tiểu hành tinh Pallas không có bầu khí quyển. Điều này có nghĩa nó không có lá chắn bầu khí quyển như ở trái đất. Chính vì vậy, trên bề mặt của Pallas chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi các tia có hại từ mặt trời và vũ trụ. Cho nên gần như toàn bộ các vật chất dễ bay hơi đều không tồn tại trên Pallas. Qua quan sát, bề mặt chủ yếu của Pallas được cấu tạo bởi silicat. Với thành phần cấu tạo như vậy, nó cũng tương đồng với hầu hết các thiên thạch nguyên thủy được biết đến. Khối lượng của Pallas khá nhỏ, theo tính toán thì nó nặng khoảng 2,01 x 10 mũ 20 kg. Với khối lượng này, Pallas chiếm khoảng 7% trong tổng khối lượng của các thiên thể trong vành đai các tiểu hành tinh. Chính vì khối lượng nhỏ như vậy nên lực hấp dẫn của nó không quá lớn. Theo tính toán thì lực hấp dẫn trên Pallas nhỏ hơn lực hấp dẫn của trái đất 47 lần. Tức Pallas có lực hấp dẫn vào khoảng 0,21 m trên giây bình phương. Điều này có nghĩa nếu bạn ở trái đất nặng khoảng 60 kg, thì khi bạn đặt chân lên Pallas, bạn chỉ còn nặng hơn 1 kg. Chính vì vậy, bạn có thể phá vỡ mọi kỷ lục về nhảy cao nếu bạn ở trên tiểu hành tinh này. Thông thường, các vật thể trong vành đai tiểu hành tinh di chuyển rất nhanh
và có quỹ đạo khá tương đồng nhau. Nhưng với quỹ đạo không giống ai như Pallas thì đây vẫn là một tiểu hành tinh đáng chú ý nhất trong vành đai các tiểu hành tinh. Một phát hiện thú vị nữa trên tiểu hành tinh này là ở bán cầu nam của nó có một điểm sáng. Các nhà nghiên cứu đang nghi ngờ rằng có thể ở đó tồn tại một mỏ muối rất lớn. Vậy là hôm nay Top Thú Vị và các bạn đã cùng đi giải mã những bí ẩn trên tiểu hành tinh Pallas, một tiểu hành tinh hung hăng nhất trong hệ mặt trời. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nếu thấy hay, hãy like, share và comment bình luận của mình bên dưới video để ủng hộ Top Thú Vị các bạn nhé. Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Top Thú Vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.